Đêm khai diễn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019 ngày 1 tháng 6 năm 2019 với đội chủ nhà Việt Nam và Nga là màn tái đấu sau 6 năm hội ngộ kịch tính mang đậm chất sử thi hào hùng. DIFF 2019 là năm thứ 10 sự kiện pháo hoa quốc tế diễn ra tại thành phố Đà Nẵng lấy chủ đề Những dòng sông kể chuyện. Mở màn lễ hội với vị trí đội chủ nhà, Việt Nam trở lại với kết cấu chương hồi, chủ đề đôi bờ huyền thoại. Đội Việt Nam truyền tải nội dung giới thiệu về dòng sông hiền hòa, bất ngờ thiên tai cùng chiến tranh ập đến cuốn phăng tất cả. Với nỗ lực và khát vọng, thành phố bên sông Hàn đã vươn lên mạnh mẽ, sớm hội nhập cùng bạn bè Nam Châu và năng động, đoàn kết, hướng đến phát triển bền vững. Cùng với chủ nhà Việt Nam, trung tâm pháo hoa Khang đại diện cho đội Nga từng xếp thứ 3 pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2013. Trở lại lần này, màn trình diễn của đội Nga chủ đề vũ điệu nước và lửa. Đội đã tận dụng địa thế rộng của cảng Đà Nẵng để dàn trận địa pháo hoa, phô diễn sức mạnh. Tuy sử dụng ít pháo hơn đội Việt Nam, chỉ khoảng 3.000 quả, nhưng âm nhạc của đội Nga đa dạng hơn, chủ yếu sử dụng dòng nhạc epic để lay động cảm xúc người xem. Hôm nay tôi ở tuần ngoài Bắc vào đây để xem trình diễn những dàn pháo hoa ở trên sông Hàn. Nhưng hôm nay thấy của đội Việt Nam bắn hay quá, mà trên những dàn nhạc thật là mang những tính cách hay là khí thế của Việt Nam ta rất là oai hùng, mà để cho các nước đến đây đều là tự hào với đất nước Việt Nam ta. Pháo hoa kết hợp với dàn nhạc hay quá, đẹp quá. Hai đội Việt Nam và Nga đều sử dụng nhạc của Two Steps From Hell, một công ty chuyên sản xuất nhạc phim và đặc biệt mạnh với dòng nhạc sử thi hào hùng. Việt Nam chọn tác phẩm One Above All, còn Nga chọn Victory cùng của nhóm nhạc này cho một chương trong phần trình diễn. Mời quý vị cùng xem lại những màn pháo hoa đặc sắc của đêm khai diễn này.